Spawn hai cửa. Spawn hai cửa. Đó, spawn hai cửa đó. Em tiếp tục lại về rất là nhiều mẫu xe anh chị nha. Và rất là nhiều mẫu xe luôn. Đây ạ. Đây là con Honda Accord đời sản xuất năm 1991, máy 2.0 đây. Bên em cũng vừa về nha. Đây anh chị. Đây nè, Honda Accord nhập khẩu nguyên con đời 1991 Nhật Bản. Dung tích xi lanh làm việc của nó là 2 chấm anh chị nha. Máy 2.0. Là form dáng là xe này giá rẻ. Mua về anh chị tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng. Bốn vỏ nè. Vỏ trước còn được 50%. Mâm đúc nguyên bản theo xe, gầm bề ở trong nè. Không có một xíu mụn mọt anh chị nhé. Là form dáng con xe đây. Con này đăng kiểm đến tháng 11 năm 2019, ngày 30 tháng 11 năm 2019 anh chị nha. Đây là beo nè, beo chạy trên con xe đây. Để chừng anh đi qua cái đồng sơn nè. Đây là form xe đây. Bản số 68A03041 Honda Accord. Bỏ sau được 80% nha. Bỏ sau nè, được 80% là bông đúc nè. Cầm bề ở trong nè. Không có một xíu mục mọt anh chị nha. Chất đóng cửa rất là liền lạc. Con này không có một tí là cứng đụng con ven con xe này nha. Đó là form xe ạ. Beo nè, beo chạy nè anh chị coi, mở cửa beo chạy nè, đó anh chị thấy beo chạy không? Đóng cửa lại beo chạy nè. Đó, beo tự động chạy nhá. Đây ạ. Này, dây beo nè, hai bên nè. Hai bên là hai dây beo nhá. Con này trong là chủ nhà bọc ghế toàn bộ màu đen hết rồi, tắp bi cửa nè. Đó, rất là liền lạc. Bốn cánh trên điện toàn diện hết nha, tắp lô nè. Con này chẳng có đồ chơi gì. Ngoài chỉ có một cái nhạc CD nha, nhạc thông thường ở tắp lô nè. Không có dấu hiệu khoan đục nha anh chị nha. Trang bị trên con xe là túi khí nè. Mọi thứ chức năng hoạt động ok hết. Đây ạ. Đây là form xe nè anh chị. Tắp bi cửa nè. Chỉnh điện hết nha. Nội thất đây ạ. Nỉ nè. Nãy nguyên bản xe nè. Học tùy tay nè. Nó nguyên bản hết. Từ anh Z luôn. Tắp bi cửa nè. Đó anh chị thấy không? Tắp form xe đây. Tổng quan nội thất phần con xe đây ạ. Cửa sổ trời nè. Cửa sổ trời chỉnh điện toàn diện nhé. Đây là có cửa sổ trời luôn nha anh chị. Giá rẻ thôi anh chị ơi. Mua về là anh chị chạy thôi. Trần chân rồi trần da hết toàn diện. Chừng anh test phần ấy cho anh chị coi nè. Đó, dây beo nó được mở rồi anh chị thấy không? Đây ạ. Đề nhẹ cái là chưa được lái nè. Xe vô lăng ngồi một chỗ xe vô lăng rất nhẹ nhàng luôn. Đèn còi đây. Trang bị túi khí nhé, trên con xe nhé. Máy lạnh em đang mở luôn nè. Mọi thứ chức năng ưu tiên nè. Báo xăng, báo nhiệt, báo nhớt, báo thu trên con xe nào hoạt động ok hết nhé. Vô lăng nè, trang bị túi khí trợ lực lái nè. Ngồi một chỗ xe vô lăng nè. Rất là nhẹ nhàng. Máy lạnh đây ạ. Máy lạnh mở là có máy lạnh rồi. Côn ga số nguyên bản theo dòng Honda đây. Đây là dòng xe đời cổ tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Trang bị màn hình loa súp đầy đủ trên con xe rồi. Để cho anh test phần nhạc nhóm cho anh chị. Tắp bi cửa nè. Đó chị thấy tắp bi cửa không? Nguyên bản theo xe hết. Đây là có cả cửa sổ trời nữa nè. Đèn đóm mọi thứ chức năng nè. Cửa sổ trời nè anh chị.
Đó, máy lạnh. Học cả thằng Phúc luôn. Đồ để nước nè. Đó, xe đã được đổ máy rồi đó. Cưa số trời nữa chị. Đó, cưa số trời nhé. Cưa số trời chỉnh điện nhé. Chỉnh điện bằng cái nút này nè chị ạ. Đó, đây nè. Đóng và mở cưa số trời nè. Đó chị thấy không? Có mấy chục triệu thôi. Nó có là một cái xe đời sang trọng luôn ạ. Tuy rằng nó đi cổ thôi, chứ ngày xưa nó rất là mất tiền con xe này nhá. Tuy dòng Honda. Máy móc hoạt động nè. Tua máy nè. Em đẹp 5.000 vòng trên phút luôn chị thấy không? Máy nổ rất chất nè, đó. Bao bình, bao xăng, bao nhớt, bao nhiệt, mọi thứ chức năng ok hết. Dây beo an toàn đóng cửa cái tự động chạy nha anh chị nhá. Trần Anh gài dây beo cho anh chị xem nè. Mở cái nắp lên. Đây ạ. Rồi phần dây beo nè. Đó, dây beo nè. Nè, có cả gương chỉnh điện nè, bốn cánh chỉnh điện nè. Lóc cửa mở cửa tự động nè. Đó chị không? Lóc cửa mở cửa tự động hết nè, điều chỉnh nè, đó trên con xe luôn nhé. Đóng cửa thì dây beo thì chạy nè. Đó chị thấy dây beo chạy không? Máy móc nè. Máy móc nổ cực kỳ là khô ráo nhé. Máy móc đây ạ. Đây nè, cái dòng Honda nè. Em đang đóng máy lạnh luôn nha anh chị nha. Trụ cột nguyên bản cho xe nè. Vì xe này chủ nhà chưa có đi rửa thôi. Đi rửa sơ cái này con xe nó sạch sẽ luôn. Con này xài 4 cái bếp full nha. 1, 2, 3, 4 cái bếp full. Dòng Honda này tích kiệm, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị luôn ạ. Con này nó nằm tầm cả 8 lít trên 100 cây km thôi. Đây nè, bình chủ nhà cũng vừa thay mới, sống dàn trước nè. Nguyên bản nè. Nó là dòng đời cổ rồi nhưng mà nó chạy nó vẫn còn bền mãi theo thời gian và năm tháng luôn. Máy đang hoạt động đây. Nổ rất là êm anh chị nhé. Ở phần dán nè. Đây là nắp cabo nè, những sóng gân nè. Cái xe nó còn nguyên bản hết luôn. Giá rẻ đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Trụ nè. Chị coi cột kèo của nó nè, nguyên bản hết. Trụ cột của nó nè. Nguyên bản theo xe luôn à. Mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đó là còn phong dán của xe đây. Anh chị nào ít tiền cứ alo Trần Anh nhé. Xe Trần Anh bán xe từ đời thấp đến đời cao để phục vụ được toàn thể tất cả các anh chị luôn. Hài hòa trong cuộc sống anh chị ạ. Đây ạ, Trần Anh quay luôn phần gầm cho anh chị coi nè. Gầm bè nè. Không có một xíu mục mọt anh chị nha. Đó, anh chị thấy cái phần gầm không? Cái gầm của con xe nè. Không có một xíu mục mọt luôn nè. Máy lạnh đang mở nha. Máy móc nè. Rất là khô ráo anh chị thấy không? Đó, máy móc rất là khô ráo luôn. Đó, phom xe đó. Khô ráo lắm. Mua về là chạy thôi. Đó, cái chiếc xe đó. Mở phần cốp lên. Đây nè. Em quay luôn cái phần cốp sau cho anh chị coi nè. Bốn cánh cửa nè, rất liền lẹt anh chị thấy không? Không có dấu hiệu lực cứng đục. Dòng đời này thì chắc chắn là anh chị phải kiểm tra rồi. Từ chỉ nẻo bốn cánh rồi coi nó có cứng đục hay không. Còn những dòng đời cao cấp thì không cần phải coi đâu ạ. Những dòng đời mới nè, beo nè, từ mở thì chạy hết toàn diện luôn. Đó, đây là chủ xe nè, chạy xe trực tiếp đến cho Trần Anh để Trần Anh thu mua con xe này luôn. Và em cũng đang tiến hành em test thực tế luôn. Có mặt chủ xe ở đây luôn, em cũng quay clip luôn ạ. Phong dáng là xe có sao Trần Anh nói vậy nha. Ơn sau nè, cốp sau nè, người ta phủ như đường chống bụt gầm hết toàn diện rồi anh chị thấy không? Đây nè. Đó, phần trong cốp nè, không có một xíu mục mọt nha. Vỏ xe cu nguyên bản cho xe đây nè. Vỏ xe cu được 80% luôn. Đây nè, ốp sóng gân nè. Đây là những cái sóng gân của cốp sau của nó là nguyên bản nha. Dòng A cọt phải có anh chị nha, hai bên nè. Đó, đây là ốp sóng gân đây ạ. Không có một xíu mục mọt luôn, nỉ xung quanh nè. Nỉ xung quanh cách nhiệt hết toàn diện rồi. Đối với anh chị nào ít tiền, anh chị mua con xe này về chở gia đình, chỉ nắng chứ mưa, rất là ok nha anh chị nha. Đó, phong xe đó. Một lần nữa anh chị nào mua thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Giá cả rất rẻ anh chị nha. Đến với tay người tiêu dùng luôn ạ. Beo đóng cửa là từ đóng nha. Đây nè, anh chị xem nhé. Đây là dây beo nè. Dây beo nguyên rin theo xe luôn. Anh chị coi là Trần Anh đóng cửa lại nhé. Đó, beo từ chạy anh chị thấy không? Đó, đóng cửa là beo từ chạy nhé. Mở cửa ra beo từ mở luôn ạ. Đây là dây beo nè. Đó, anh chị thấy không? Đóng nè. Mở nè. Đó, nguyên bản luôn. Mua về là sử dụng thôi.
Một lần nữa em xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp.